Xin kính chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Quán Alin. Hiện tại thì em đang có mặt tại cầu Cốc Lếu của tỉnh Lào Cai nhé. Đây, hôm nay là có mọi người có đang truyền tải một cái thông điệp, đó chính là phát khẩu trang miễn phí đây mọi người. 2 chiếc một người đây ạ. Đấy, rất là đông đây mọi người ạ. Đấy, rất là đông luôn. Đấy. Đây, đây mọi người. Đây là điện thông minh Lào Cai này mọi người. Đó, rất là nhiều luôn. Đây, đây rất là đông nha mọi người. Wow. Dạ. Đây. Đây, đây chính là cầu Cốc Lếu, bên kia chính là Trung Quốc đấy mọi người. Đó, phát. Wow. Các bạn có thể hiểu là đây là, trong khi đó mọi người, các nhà thuốc là mọi người, những người bán khẩu trang thì mọi người đang tăng giá, còn đây là anh chị còn đang là phát miễn phí cho mọi người đây ạ. Đây là gồm bao nhiêu chiếc khẩu trang đây ạ? Hơn 1.000 cái đây mọi người ạ. Đây toàn là khẩu trang xịn thôi mọi người. Đó, mình thấy là ở đây là có cả khẩu trang 4 lớp nữa này. Đây là phát buổi thứ 2 của em ạ. À. Là phát ở dưới văn bàn rồi. Wow. Đây là buổi thứ 2 mọi người. Chị bảo là mấy hôm trước là phát ở dưới văn bàn rồi đây. Wow. Các bạn thấy không? Rất là ý nghĩa luôn mọi người ạ. Hy vọng là mọi người sẽ chia sẻ cái video clip này lan rộng nhiều hơn nữa nhá mọi người nhá. Đó. Chị có cần em phát giúp không ạ? Đây, giờ hôm nay em sẽ đứng đây phát khẩu trang của mọi người luôn nhá. Đây là toàn mọi người đến phát giúp thôi. À, phát giúp hết mà. Đây, hôm nay em sẽ phát khẩu trang. Thế là nghỉ học ở bên bà cơ. Ở đây, đây. Một người chỉ được phép 2 cái thôi chị ạ. À, thế cũng được ạ. À. Đây là kênh này là người Trung Quốc nhá. Trung Quốc như nào ra? Trung Quốc ai vậy? Ôi như nào như nào? Ê, chưa, ổng như nào? Đây mọi người. Đây mọi người ạ. Rất là nhiều khẩu trang luôn. Đây. Ô tô này muốn tìm không? Chính ngạch chắc là vẫn được mà. Thế mình cũng không nắm được ấy. Đây phát cho hai cô mỗi người. Mỗi người 2 cái ạ. Đúng rồi, xin nhờ. Dạ, hai cô lấy giúp cho cháu 2 cái nhé. Dạ. 2 cái. À, dạ đây ạ. Cầm lên 4 cái ghế nhỉ. Ghế nhà mình nhiều, người cầm đi bố lão này. Các chị ơi, như thế mà. Mong là cũng được bà, biết là nó tốt cả. Ơi, chú ạ, em sẽ phát thứ 2 cái khẩu trang để phòng chống bệnh. Phòng chống bệnh virus corona. Dạ vâng. Vâng, đây có gửi chú 2 cái ạ. 2 cái à? Dạ vâng. Cái này. Tất cả đều như thế ạ. Y tế. Ở đây là chỉ phát thôi, không bán nhé mọi người. Cái này là của công ty điện thông minh ạ. Đây quý vị ạ, đây chính là của công ty điện thông minh nhé mọi người nhé. Đó. Ở đây là khẩu trang không có bán mà tất cả đều phát miễn phí hết mọi người ạ. Đây, hôm nay em có đang đứng đây phát cùng mọi người luôn. Thấy là mọi người hơi ít người phát nhỉ. Giờ chúng em sẽ chạm bên kia phát. Cháu phát theo người thôi chú thông cảm ạ. Phát
tay ngay. Chúc mừng năm mới. Chúng em là phát khẩu trang miễn phí ạ. Miễn phí phòng chống bệnh anh ạ. Cảm ơn công ty đi nhá. Đây công ty điện Lào Cai nhá mọi người nhá. Phát khẩu trang miễn phí ạ. Anh ơi, phát khẩu trang miễn phí ạ. Đang dịch bệnh thì mình đeo vào phòng bệnh nhanh nhá. Đây, cháu gửi. Dạ. Đây nhá, đội anh Huy mấy thằng kia. Biển đỏ nó có khẩu anh ạ. Đâu? Đây, đây, chú đưa hai cái ạ. Mỗi người đưa hai cái. Thế chú giấy cho cháu hộ hai cháu hai cái nhé. Dạ. Phát khẩu trang. Cho anh chị mấy cái mấy bào ấn nước ấy. Mỗi người được hai cái. Mỗi người được hai cái. Bà bán nước vừa xong cũng hai cái. Hai sang đây thì cho. Mọi người tất cả được sang đây à? Hỗ trợ người không mua được ấy. Cho bà bán cả và... Có hai cái. Em hai chiếc này nhỉ. Quạt em và chiếc là cho chú hai đây để cho thế cho chú hai chiếc. Nhưng mà đâu không anh một chiếc, anh Tuấn một chiếc cầm về được. Mỗi người hai cái. Vâng. Chú thông cảm. Có thể là những người họ lợi. Người dân đấy. Người tí chú ạ. Ê, phát khẩu trang miễn phí cho các em nhỏ này. Này, đeo vào nhá. Hai em mỗi người hai cái nữa này. Rồi, chị nữa. Ê, cho chú một cái ạ. Dạ. Đây, quý vị ơi, sau một lúc anh em bọn em phát là cũng gần hết rồi. 5 người phát lên rồi. Dạ vâng ạ. Nước ngoài anh. Nước ngoài chê khẩu trang. Mỗi người nhận hai cái giúp em. Vâng. Đấy, anh hai cái. Hai cái nhá. Dạ. Cho vào cái hộp em. Cảm ơn em nhá. Ba này có ở gần đây không? Cô con gái. Con gái đâu có bao nhiêu. Ba cho được cô ạ. Cô bán đi được cô. Cô là hai mồm nên cho hai cái. Lại Trung Quốc à anh? Cái dịch viên ấy. À vâng. Nói dịch tiếng Việt Nam rồi. Chuyển sang lái Hà Sơn à? Đeo
toàn hai cái vào luôn này. Đúng rồi, an toàn là trên hết ạ. Phát khẩu trang miễn phí ạ. Đây ạ, gửi chú. Chứ chẳng đi đâu xa, Việt Nam thân thiện thế này cơ mà. Ở đây ngã này đông nhất, bây giờ vẫn chưa phải được giờ cao điểm, tầm chiều chiều mới gọi là giờ cao điểm quý vị ạ. Đây, hay ý thức phòng bệnh, phòng còn hơn chữa bệnh mọi người ạ. Dạ chuẩn ạ. À, à. Đây khẩu trang 4 lớp đây chú ạ. À, à. Dạ vâng. Sợ nó vẫn 4 lớp nó vẫn xuyên qua lắm. Vâng. Đây, mỗi người hai cái ạ. Dạ vâng. Đây, em lại hết một hộp rồi đây. Quý vị ạ. Đây. Sáng nay anh ấy bảo là đó, lúc trưa nay là đầy cái nguyên cái cốp xe này luôn mọi người. Bây giờ là đã gần hết rồi. Nãy giờ còn một hộp, hai hộp và trên tay em là thêm một hộp nữa là ba hộp là gần hết rồi ạ. Bắt đầu nắng nóng rồi đấy. Vâng. Hôm nay trời cũng bắt đầu nắng rồi đấy mọi người. Dạ chú em phát miễn phí anh ạ. Em hỏi là bên mình có bán khẩu trang không? Phát miễn phí nhé. Tại em đi học ấy thì em mua. Đây đây có cả chứng nhận đây ạ, không phải lo nhé, không sợ phòng có hơn ăn không. Cháu gửi cô hai cái ạ, mỗi người được hai cái nhé cô nhé. Dạ vâng. Dạ. Khẩu trang miễn phí, mọi người ai hỏi cũng tưởng là mọi người bán ạ. Miễn phí hết. Bây giờ chỗ bà hàng gà thế nên bà nhấp tắt luôn. Có đeo khẩu trang không? Rồi kia nó còn dọ sẵn rồi. Lấy khẩu trang đúng không? Thế vòng qua vòng lại. Đấy, phát khẩu trang miễn phí ạ. À không lấy. Anh lấy cả hộp. Ôi thế à, chết mất. Ôi chết. Rồi bằng phát miễn phí ạ. Đây, ôi của em. Hết sạch rồi. Gần đây. Quay lại còn 4 cái nữa. Tí ra qua nhà. 5 người ra qua nhà. Quả, lên ra trường rất nhiều độ. Chưa ra đây đi đây. Của em còn 5 cái ạ. Ở đây lẻ một cái này.
lẻ một cái này cho nó trắng. Ông ơi, phát khẩu trang miễn phí không ạ? Gửi ông hai cái. Dạ. Ờ, bọn cháu chỉ được hai chiếc thôi cô ạ. Cô thông cảm nhé. Chị ơi, giờ em còn trên tay em còn hai cái à. Còn đúng hai cái hết rồi. Đây quý vị. Chất đầy một cốp xe ô tô bán tải luôn rồi, vậy là đã hết rồi đấy. Một lúc thôi, em chỉ đứng đây tầm khoảng tức tầm 30 phút gì đấy là đã hết rồi. Đây, mọi người rất là đông. Cho để cho nó chặn nhá. Đây, cho em về hai cái này. Cầm nốt nhá. Ôi, vậy là em phát hết khẩu trang rồi. Giờ em xin phép mọi người em đi về nhá mọi người nhá. Dạ. Thật sự thì đây gọi là những cái tấm lòng cao cả như này chúng ta phải đáng để chúng ta chia sẻ đúng không ạ? Đó. Nếu mà mọi người thấy video này hay và ý nghĩa thì mọi người hãy chung tay chia sẻ giúp